Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hồi thứ tư tuần rồi Diễm có chia sẻ món bánh giò đó, thì hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ thêm món xôi khúc hay là bánh khúc. Thì xôi khúc á, hồi lúc trước Diễm nấu á, thì Diễm theo nhiều công thức, thì Diễm thấy khi mình để nguội á, cái lớp nếp bên ngoài nó bị cứng lại không có ngon. Thì cũng Diễm cũng thử nhiều cách và Diễm nghĩ là được một cách mình làm để cho mình để sang ngày hôm sau mà bánh của mình cũng rất là dẻo mềm ngon và hạt nếp nó không có bị săn lại. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi khúc hay là bánh khúc chứ Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị phần thịt, thì ở đây Diễm có 150g thịt ba rọi. Thì thịt ba rọi á, mình cắt ra thành 10 miếng bằng nhau nha, mỗi miếng nó khoảng 15g. Mình dùng thịt có tí xíu mỡ thì nó ngon. Diễm cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê tiêu. Mình cho tiêu nhiều thì cái nhân mình nó cay nó mới ngon, còn nếu mà có em nhỏ ăn thì mình cho ít thôi ha. Mình trộn lên cho thật là đều, nó thấm đều hết đó. Thì mình đậy lại và bây giờ mình cất cái phần thịt này vô trong tủ lạnh để mình đi chuẩn bị cái nhân đậu xanh và bột. Về nhân đậu xanh thì Diễm có 100g đậu xanh, Diễm do rửa cho thật là sạch. Mình cho vào nồi. Mình nêm vào 1/3 muỗng cà phê muối và 400ml nước. Mình cho nước nhiều nhiều tại vì cái đậu này mình cần nấu nhừ thì nó mới ngon, mình không có cần phải ngâm đậu. Mình sẽ nấu cho đậu xanh này nó sôi lên. Khi mà nó sôi á, thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình hớt bọt cho thật là sạch. Mình để ở cái lửa trung bình này, mình nấu cho cái nước nó sôi lăn tăn tới khi nào mà mình thấy là cái nước nó cạn còn xăm xắp mặt đậu đó. Thì lúc đó mình mới hạ lửa xuống. Thì thời gian á, thường Diễm nấu là khoảng 10 phút á. Đó, như vậy là Diễm thấy nước còn đủ ngon. Mình đậy nắp lại và mình hạ xuống cái lửa nhỏ, mình nấu trong vòng 20 phút thì đậu xanh mình chín mềm. Sau 20 phút á, thì cái bếp nó tắt rồi á, Diễm dùng đũa Diễm trộn lên, Diễm kiểm tra xem cái lượng nước trong đậu như thế nào thì Diễm thấy nó hơi khô nè. Diễm cho vô 50ml nước, tại vì Diễm muốn cái nhân này khi mình ăn nó sẽ mềm và nó bùi chứ không phải nó khô nó cứng á. Mình trộn lên tí xíu, mình bắt một cái chảo lên bếp á, mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh hành tím băm. Bật bếp lên đó, mình để cái lửa lớn nhất, mình xào cho cái phần hành tím này nó thiệt là thơm và mình thấy nó hơi chuyển sang cái màu vàng á là mình nhấc khỏi bếp. Đó, Diễm thấy như vậy nè, mình nhấc khỏi bếp thì mình cho cái đậu xanh vào nha. Tại vì Diễm thấy mình cho trực tiếp trên bếp nhiều khi nó văng ra rất là dơ. Mình bắt lại trên bếp và mình bật cái lửa trung bình. Lúc này á, mình xào nhân thì mình cứ trộn và mình xào cho thật là đều. Vừa xào á, mình dùng cái đồ phết bột này mình tán ra cho đậu xanh nó nhuyễn bớt. Còn nếu mà mình thích ăn nhuyễn hơn thì mình xay nhuyễn đậu cũng được. Khi mà mình thấy đậu nó đã săn lại như vậy thì Diễm xào khoảng cỡ 13 phút á, thì mình nhấc khỏi bếp. Mình dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy cái mặt đậu xanh lại cho nó không có bị khô và mình để cho nó nguội. Bây giờ Diễm đi làm phần bột để bột nhân. Thì xôi khúc đó, nó được làm từ cái lá khúc, nhưng mà bên đây mình không có. Thì Diễm làm thử với cái rau tầng ô này, Diễm thấy rất là ngon. Tại vì khi mà tìm hiểu về cái lá khúc đó, thì nó có cái gốc của nó là từ cải cúc ha. Thì cái rau tầng ô này nó cũng vậy, và Diễm thấy cái mùi nó cũng thơm. Mình chỉ lấy cái phần lá và phần ngọn, mình không lấy phần thân nha. Thì Diễm lấy ra được 40g. Nấu một cái nồi nước nhỏ cho thật là sôi á, mình cho cái rau tầng ô này mình trần sơ qua. Mình để cái lửa lớn á, mình trần khoảng cỡ từ 30 cho tới 45 giây là được. Khi mà mình thấy nó xèo xuống đó thì mình vớt ra liền. Thì khi mà Diễm trần xong rồi Diễm cân lại thì cái lượng này nó vẫn là 40 hoặc 41 gram nha. Tại vì mình cho nước vào đó, cho nên nếu mà dính nước nhiều quá thì cái bột của mình nó sẽ nhão, vì Diễm cân cái lượng nước rất là chính xác. Mình sẽ cho vào 100ml nước và 1/3 muỗng cà phê muối. Mình dùng cái máy xay á, mình xay ra cho nhuyễn nha. Thì hồi nãy Diễm có dùng kéo Diễm cắt ra cho cái máy nó dễ xay hơn đó. Đó, xay nhuyễn như vậy là được. Diễm cân vào đây 200g bột nếp, thì cái bột nếp này là của Thái Lan. Sau đó Diễm sẽ cho cái phần rau vào. Thì mình cho luôn cái xác này thì Diễm thấy rất là ngon và nó cũng có thêm chất xơ á, làm cho cái bánh của mình nó bổ dưỡng hơn. Mình khuấy lên cho nó đều á, đó là như vậy. Thì lúc này mình mới cho thêm nước vào. Ở đây Diễm có 50ml nước, thì mình sẽ không dùng hết 50ml nước này mà mình sẽ cho vào từ từ. Bây giờ mình lấy tay mình nhồi nha, mình sẽ bóp lại cho nó kết dính tí xíu. Và bây giờ Diễm thêm vào đây trước 1/2 cái lượng nước là khoảng 25ml đó. Rồi mình dùng tay mình nhồi nha. Cái này á, là mình nhồi để mình cảm nhận cái bột mà xôi khúc này á, thì nó không có được nhão. Tại vì nó nhão, mình nấu xong nó nhão quá không có ngon.
Đó, Diễm sờ thử thì Diễm thấy nó vẫn còn khô nè. Thì Diễm cho thêm tiếp vào khoảng từ 10 cho tới 15ml nước nữa. Mình cho ít ít từ từ trước nha. Rồi mình lại tiếp tục mình nhồi. Mình nhồi cho mình thấy nó dẻo, nó mịn lại. Không phải thiệt là nhão nha, nó phải chắc. Đó, mình cầm lên mình bóp thì mình thấy nó được như vậy nè, là được. Thì Diễm thấy bột như vậy rất là ngon nè. Cái lượng nước này của Diễm là còn lại nè, mình bỏ mình không dùng nha, thì còn lại khoảng cỡ 15 tới 20 ml á. Mình bọc bột lại và mình để cho bột nghỉ 30 phút là mình mang đi mình gói bánh được. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị nếp. Thì nếp á, Diễm dùng là nếp cái hoa vàng, tại vì Diễm thấy cái nếp này, cái hạt nếp nó rất là dẻo và ngon. Nếp mình do sạch á, thì mình để cho nó ráo nước, tại vì á, mình sẽ canh cái lượng nước chính xác vào đây. Diễm cho vào một muỗng cà phê muối, cái này là một muỗng cà phê lưng, và 300ml nước. Sau đó mình trộn lên cho thật là đều và mình sẽ để cho nếp nó nghỉ 30 phút. Sau 30 phút thì mình có thể mang đi làm được, mình không cần phải ngâm 4 tới 5 tiếng gì hết, mà cái nếp mình khi để nguội nó vẫn rất là dẻo và ngon. Diễm đi chia nhân thì nhân á, mình cứ cân tổng cộng bao nhiêu rồi mình chia cho 10. Thì Diễm cân xong Diễm chia mỗi viên được 26g. Mình dùng muỗng á, mình tán cái viên nhân ra như vậy để mình cho cái viên thịt vô ngay giữa. Thì Diễm thấy á, mình cho thịt sống như vậy á, cái bánh của mình khi ăn nó rất là ngon hơn là thịt là mình trộn trong nhân rồi mình xào lên. Sau đó mình dùng muỗng á, mình tém cho đậu xanh nó bọc đều cái thịt là được. Mình so lại cho nó tròn. Thì đây là 10 viên nhân Diễm đã làm xong, rồi bây giờ mình đi mình gói luôn. Thì cái phần bột cũng vậy, mình cũng cân, sau đó mình chia ra làm 10 phần bằng nhau. Thì Diễm cân á, mỗi viên á, là được 35 cho tới 37 gram. Mình nhớ đậy bột lại để tránh cho bột bị khô. Cái viên nhân này á, thì Diễm sẽ ngắt ra một cái viên nhỏ khoảng cỡ từ 8 tới 9 gram á, mình chừa lại giống như tí xíu mình đậy bột lại. Còn cái viên lớn thì mình bóp nha, mình bóp thì bột nó sẽ mềm hơn. Sau đó mình sẽ ấn cho dẹp và mình dùng những cái đầu ngón tay mình á, mình tán miếng bột ra, mình cho nhân vô ngay giữa. Thì cái bột này á, nó rất là khô, nó không có dẻo như là những cái công thức khác. Vì vậy á, mình chỉ cần túm lại cho nó bọc được cái viên nhân như vậy. Rồi sau đó mình lấy cái viên bột nhỏ đó, mình cũng tán nó ra. Nó dùng những đầu ngón tay đó, tán ra xong đó mình đậy lại ở trên. Tại vì cái bánh này mình hấp và cũng có thêm cái nếp bọc ở ngoài vậy, bởi vì mình không có cần cho nó thiệt là kín cũng được. Mình sẽ xo nó lại tí xíu thì cái viên bột nó sẽ mướt, nó mịn hơn. Đó là như vậy. Mình bọc hết 10 viên bột rồi mình mới đi chuẩn bị cái phần nếp. Nếp á, sau khi mà Diễm ngâm được 30 phút thì mình thấy nó cũng nở ra nè. Và cái lượng nước nó vẫn còn, thì bây giờ mình sẽ mang cái phần nếp này lên bếp và mình xào lên. Mình xào nếp như vậy á, thì Diễm làm á, Diễm để sang ngày hôm sau mà cái miếng xôi của mình nó cũng rất là ngon luôn. Hạt nếp nó không bị săn lại và nó dẻo, ngon lắm. Bật bếp lên mình để cái lửa lớn nhất và mình nấu cho cái nếp nó sôi. Mình nhớ trộn cho thật là đều nha. Mình dùng cái cây quét bột như Diễm này mình trộn. Sau khi mà mình thấy nước sôi nè, là như vậy thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để xuống 5,5. Và mình trộn cho thật là đều tay tới khi nào mà mình thấy nước nó rút hết vào trong cái hạt nếp á là được. Đó là như vậy, tại vì nếu mà mình để còn nhiều nước thì khi mà mình hấp sôi xong á, thì cái hạt nếp của mình nó không còn nguyên hạt và nó sẽ bị nhão. Diễm ngắt khỏi bếp nha. Ở đây Diễm dùng một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình cắt theo cái hình tròn và mình cắt thêm những cái đường nhỏ như vậy để cho nó có cái lỗ thông hơi. Nếu mà mình có cái miếng vải mỏng mình dùng cũng được. Diễm lót ở bên dưới và sau đó Diễm cho 1/2 cái lượng nếp mình đã xào vào. Mình dùng cái đồ phết bột này nè, mình tán ra cho nó đều. Khi tán ra đều rồi thành một cái lớp mỏng á, thì mình cho những cái viên bột mà hồi nãy mình bọc vào. Mình nên để cho nó cách ra tí xíu nha, tại vì á, khi mà nó chín nó sẽ còn nở ra nữa. Sau đó mình sẽ cho cái phần nếp còn lại phủ đều lên hết những cái viên bột. Diễm dùng cái muỗng Diễm nhúng vào nước đó, Diễm tém nó lên như vậy thì cái hạt nếp nó sẽ dính vào cái viên bột màu xanh. Sau khi tém gọn xong hết rồi thì Diễm sẽ dùng thêm một cái tờ giấy nướng bánh giống như hồi nãy đó, mình cũng cắt y chang như vậy và mình sẽ đậy lên trên cái phần nếp này. Thì như Diễm nói, nếu mà mình có cái khăn vải á, mỏng á, mình để lên trên cũng được, giúp cho nếp mình nó chín nó ngon và nó không có bị ướt. Mình mang mình đi hấp thì nước mình cho nhiều nhiều nha. Diễm để cái xửng hấp lên, đậy nắp lại và Diễm mới bật bếp lên. Thì mình để cái lửa lớn nhất để mình nấu cho cái nước nó sôi. Khi mà nước sôi thì mình thấy cái hơi nước nó bốc lên rất là nhiều.
thì lúc đó đó mình mới hạ xuống cái lửa, thì cái lửa mình chỉnh làm sao cho nó sôi để nó giữ cái hơi nước bốc lên nhẹ đó, và mình hấp cái bánh này trong vòng là 60 phút, tại vì cái thịt của mình nó còn sống đó, cho nên là mình phải hấp cho cái thịt ở trong nó chín nó ngon. Và hấp lâu như vậy thì Diễm thấy cái bánh của mình sang ngày hôm sau nó vẫn mềm dẻo và không bị săn cái hạt nếp. Bây giờ Diễm đi làm cái phần muối mè để ăn chung. Diễm có 50ml đậu phộng đã rang vàng rồi, Diễm cân được 30g. Mình giã ra cho nó nhỏ nha. Mình giã sơ sơ, sau đó mình quay quay cái đồ giã của mình như vậy nè. Sau đó Diễm cho tiếp vào 25ml là khoảng 12g mè cũng rang vàng rồi nha. Mình nêm vào đây 1 phần 3 muỗng cà phê muối, cái này Diễm sử dụng muối hồng Himalaya. Mình tiếp tục mình xoay cái cối này, mình đừng có giã mà mình xoay như vậy đó, tí xíu thì cái hỗn hợp của mình nó đều lại. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần muối mè. Sau 60 phút thì xôi khúc đã chín. Diễm có lưu ý là nếu mà cái chảo của mình nó cạn á, thì mình nên sau 30 phút mình châm thêm nước vào nha. Đó, cái này lượng nước Diễm hấp còn rất là nhiều. Để Diễm mở ra để mình thấy được cái xôi ở bên trong. Hạt nếp á, nhìn nhìn kỹ thì mình thấy nó chín rất là ngon và nó còn nguyên hạt. Dưới cách làm này thì mình để sang ngày hôm sau cái hạt nếp của mình nó vẫn dẻo và ngon lắm. Xôi khúc này khi ăn á, thì mình lấy ra từng viên á, mình dùng đũa hoặc cái muỗng muối cơm Diễm mình sắn để mình lấy ra. Khi ăn á, thì mình sẽ rắc cái phần muối mè lên trên, có muối mè làm cho cái mùi vị của xôi nó thơm và nó bùi, nó béo hơn. Phần nếp bên ngoài dẻo mềm, bên trong cái nhưng nó bùi và ăn trúng miếng thịt mỡ, ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những miếng xôi khúc thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.